Thưa quý vị, sách vẫn được coi là một sản phẩm tinh hoa của trí tuệ con người. Có nhiều cuốn sách là vật gối đầu giường, là vật bất ly thân của nhiều người. Bởi ở đó ta tìm thấy những tri thức soi đường cho chúng ta tìm thấy sự thành công và hạnh phúc. Sách có giá trị lớn đến như vậy, sao không phải cuốn sách nào cũng là tuyệt đối hoàn hảo? Và trên thị trường hiện nay thì không ít những ấn phẩm được đầu tư lớn để xuất bản, có dáng vẻ và tiêu đề bên ngoài rất nổi bật, nhưng bên trong lại mang không ít những sai sót. Và cuốn sách tôi đang cầm trên tay đây là một ví dụ. Chuyện ngắn về người lính, anh của ngày hôm qua, tập hợp các bài viết của nhiều tác giả do Huy Linh tuyển chọn, biên tập viên là Nguyễn Thu Hà, do nhà xuất bản Văn Học xuất bản. Qua kiểm tra lưu trữ cuốn sách này, cuốn xuất bản in và phát hành đã phát hiện nội dung cuốn sách có một số lỗi sai chính tả. Ví dụ như, trang 68 dòng 10 từ dưới lên, lực lượng radar của chúng tôi lúc đầu chỉ biên chế cấp sư đoàn, giờ phát triển thành cấp binh chủng, tương đương quân đoàn. Đúng, phải là binh chủng, tương đương quân đoàn. Tại trang 128 dòng 7 từ dưới lên, thuyền chữ, đúng, phải là thuyền chữ, viết sai lỗi chính tả. Trang 94 dòng 1 từ dưới lên, trung đoàn, đúng, phải là trung đội. Tại trang 137 dòng 11 từ dưới lên, đã viết sai từ Trung Quốc. Vì một số lỗi sai trên, cuộc xuất bản in và phát hành yêu cầu nhà xuất bản rà soát lại nội dung cuốn sách và phải sửa lỗi sai trực tiếp vào sách, không đính chính tờ rời kèm theo. Sau khi sửa chữa, nộp lại lưu trữ tại cuộc xuất bản in và phát hành.